Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp của trang web xe đạp hải phòng.com. Hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt xe đạp thể thao nhật bãi và xe đạp thể thao touring dựng mới bằng đồ cao cấp, đồ tốt. Thì cái cách phân biệt là cái xe mà touring đã qua sử dụng tại thị trường Nhật Bản, nội địa Nhật Bản, và cái xe dựng mới thì khác biệt là như thế nào, thì xin mời các bạn. Sau đây là mình sẽ hướng dẫn các bạn phân biệt. Như các bạn thấy là đây là mình đã có chiếc trong video này mình có chiếc Brighton của Nhật, đã qua sử dụng tại Nhật. Thì như các bạn thấy là xe mà đã qua sử dụng ấy, thì đương nhiên là nó phải có một chút những cái vết xước như này. Đấy, đầu tiên là cái xe Nhật đã qua sử dụng thì đương nhiên phải có một chút vết xước. Các vết xước, các cái mặt kính chuyển số thì tùy vào thời gian sử dụng lâu hay dài nó cũng có cái độ mờ. Rồi những cái chi tiết nó cũng phải han han. Nó cũng phải có cái sự dấu vết thời gian ở trên những cái chi tiết phụ tùng như vậy. Những chiếc ốc nó cũng không còn được sáng như là hồi mới đó. Thì đó là những cái chiếc xe đã qua sử dụng. Thì cái này thì chắc các bạn cũng rất là dễ nhận biết thôi. Thế còn đã qua sử dụng nhưng tại sao lại là xe có ở thị trường Nhật hay không, thì chúng ta phải nhìn ở những cái tem như vậy như sau. Ví dụ mình lấy đây là cái xe này là của hãng Bridgestone. Bridgestone thì nó sẽ có logo của hãng ở phần đâu đó ở trên xe. Và những chiếc tem. Những chiếc tem này có thể làm mới được ở Việt Nam, nhưng mà tem này là tem chính hãng nên là nó sẽ chữ nghĩa nó sắc nét hơn này. Và nó sẽ cũng xước cùng với theo xe theo năm tháng. Những cái phụ tùng, ví dụ như các bạn nhìn thấy là cái chân trống nó cũng có logo của hãng này. Đấy, những cái thứ này thì mình không thể có cái những cái phụ tùng ngoài thị trường để mà kiếm cho nó giống được. Nhưng mà cái quan trọng nhất để mà phân biệt là một chiếc xe là cũ nhưng mà đã sử dụng tại thị trường Nhật hay chưa, hay là xe Đài Loan cũ, hay là xe mà Trung Quốc hàng trôi nổi cũ để mà trà trộn vào xe Nhật bãi, thì các bạn đây, như cái chiếc xe này thì rất là zin. Yên cũng có logo của hãng. Đó, những cái này là rất khó làm. Yên còn rất đẹp. Yên còn rất là đẹp. Cụm phanh là Shimano này. Bộ chuyển động Antut này, các bạn thấy cái bộ chuyển động thì nó cũng phải cũ cũ theo thời gian như vậy. Các cái xích níp nó không còn được sáng như đồ mới. Thì đó là những cái chiếc xe đã qua sử dụng. Thế còn một cái điểm mà tại sao đã qua sử dụng rồi nhưng mà có ở thị trường Nhật hay không, tức là đã là xe Nhật nội địa hay không, thì các bạn chú ý cho mình những cái chiếc tem sau đây. Đấy, ở trên khung bao giờ nó có những cái, nếu mà đã qua sử dụng tại Nhật thì nó sẽ có những cái tem mà rất là nhiều dấu ấn của người Nhật đã từng sử dụng. Ví dụ như là cái tem này này, cái tem BAA này này, là cái tem mà Hiệp hội Đăng kiểm Chất lượng Nhật Bản, Hiệp hội Đăng kiểm Chất lượng Xe đạp Nhật Bản chứng nhận những cái xe mà được dán cái tem này thì chất lượng khá là tốt các bạn. Đấy, những cái tem mà thường được dán những cái tem BAA này này, Bicycle Association Approved này, thì chất lượng thường rất là tốt. Thế còn cái tem màu vàng này thì ở Nhật thì mỗi một người sở hữu xe đạp thì thường phải đăng ký với cục công an để sở hữu chiếc xe của mình thì mới được dán cái tem như này. Và những cái xe tem này là cái tem mà parking, rồi cái chỗ đỗ, rồi những cái chỗ mà gửi xe của bên Nhật, thì các bạn chọn cái xe Nhật bãi thì phải có những cái tem này thì mới chứng tỏ là xe sử dụng tại Nhật. Còn xe cũ thì cũng có thể là nhiều cái xe thì người ta bóc đi mất, nhưng mà hầu như là mình thấy là 90%, 90 mấy% thì các cái xe qua sử dụng tại Nhật mà về Việt Nam thì hầu như có những cái tem như này.
đó là vấn đề như vậy. Thì đấy là một cái những cái đấy, ví dụ như các bạn thấy có những cái tem mà của nhà sản xuất đây, thì tem mã vạch đây, tem QR code này rất khó có thể làm giả được các bạn. Đấy, chữ tem rồi của nhà sản xuất rồi tem lỗi này, tem lỗi ở đâu rồi rất khó có thể làm giả được. Thế còn một số người mà sợ mà không một số người bán xe Nhật mà không trung thực ấy, thì người ta có thể dựng xe mới và người ta mang ra mưa, mang ra mưa ra nắng, người ta để một thời gian cho nó cũ đi, cho nó cũ đi, các cái con ốc nó hàn hàn cũ đi, thì người ta nói là đây là xe đã qua sử dụng tại Nhật, ở thị trường Nhật mang về, nhưng mà sẽ không có không không thể nào người ta làm được những cái tem như vậy. Những cái tem như này là rất khó làm. In mới ở Việt Nam thì chữ nghĩa không bao giờ bằng công nghệ in của Nhật được. Đấy, chữ nghĩa của in của Việt Nam không bao giờ mà in bằng công nghệ Nhật sắc nét như vậy và có độ phản quang như vậy được. Cái tem này nó gần như là kiểu in tiền ấy, rất là khó in. Đấy, thì các bạn lưu ý phân biệt cái xe bãi và xe lắp mới. Đây như bên cạnh đây là mình có một chiếc xe lắp mới hoàn toàn. Chiếc xe này là hiệu Olympia. đây là một chiếc xe lắp mới hoàn toàn từ những đồ mới rất là cao cấp, ví dụ như là phanh V của hãng Avis này, một loạt hãng phanh còn tốt hơn cả những cái phanh của những cái xe bãi thông thường. Rồi khung Olympia Citigo, khung này là khung xuất châu Âu, khung xuất châu Âu, khung 700C xuất châu Âu, nhưng khung này là chưa được sử dụng tại nhà thị trường Nhật, nên là các bạn nhìn là không có những cái trên khung không sườn là không có những cái tem mà chứng nhận đã sử dụng tại thị trường nội địa Nhật. Nhưng mà chiếc xe này được ráp bằng những cái đồ rất là khá là tốt đấy, phanh Avis, khung khung xuất châu Âu, Shimano Tourlake chính hãng. Đấy, xe sẽ được lắp rồi. Nhưng mà nếu như mà với con xe này mà nhiều người thợ mà không trung thực ấy, thì người ta sẽ đưa ra ngoài mưa nắng để cho những cái chiếc ốc, những cái chiếc vít của mình nó han đi, và người ta bảo đây là xe đã qua sử dụng tại Nhật, tay đè SRAM chính hãng. Thì như chiếc xe này mình ráp thì toàn là đồ cao cấp, lốp bon charger này, lốp bon charger 700 nhân 32 làm sóc X. Làm sóc GST chính hãng. Mà cái giảm sóc này cũng thường rất sử dụng cho xe bãi. Nhưng tất cả tổng thành con này không chưa được qua sử dụng tại Nhật, nên không thể nào có những cái tem như con chiếc bé tôn kia được. Nhưng đây là một chiếc xe cũng dựng được từ rất là nhiều cái đồ mà gọi đồ tốt, đồ cao cấp. Thì như vậy thì các bạn có thể dễ dàng phân biệt được thế nào là xe thể thao đạp, xe thể thao touring, xe đã qua sử dụng tại Nhật, thường gọi là Nhật bãi, mà hay là xe thể thao lắp mới. Thì hầu như chúng ta sẽ dựa vào độ cũ mới của các chi tiết. Cái vấn đề này thì chúng ta cũng có thể là đưa ra ngoài trời mưa dầm gió bấc một thời gian thì nó cũng sẽ han gỉ như vậy thôi, nhưng mà chủ yếu là những cái tem như vậy. Những cái ý nghĩa của tem ví dụ như là tem sử dụng với bộ công an này, tem đăng ký quyền sử dụng với xe đạp với công an, và tem đăng kiểm chất lượng hiệp hội Nhật Bản, với những cái tem mà bến đỗ lời đỗ parking của xe đạp tại đất nước Nhật, cái người dùng người ta đặt đóng vé hàng tháng hàng năm mà người ta được dán lên xe ấy, thì những cái này hầu như về Việt Nam là xe vẫn còn giữ được. Thì các bạn tập trung vào những cái này để các bạn phân biệt thế nào là xe xe đạp bãi và xe đạp lắp mới. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn phân biệt xe đạp thể thao Nhật bãi và xe đạp touring thể thao lắp mới. Nếu các bạn quan tâm đến xe đạp thể thao, xe đạp trợ lực, hãy ấn like video để mình ủng hộ mình làm những video tiếp theo, bởi vì là
mình sẽ tắt hoàn toàn những cái quảng cáo ở YouTube và gây làm phiền các bạn trải nghiệm video của mình. Thì xin hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và ấn chiếc chuông bên cạnh nút đăng ký để các bạn, những cái người mà được YouTube ưu tiên hiển thị những cái video đầu tiên mà mình up lên kênh của mình. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn.